Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor giảm tốc trục ra vuông góc, sử dụng điện một pha 220V, công suất là 0.8 kW, 1 HP một ngựa. Sau đây sẽ là tem của motor. Điện áp sử dụng là một pha 220V. Đây là motor lắp với học giảm tốc NMRV size 50 nha. Có thể sử dụng trục dương, trục ra dương. Đường kính trục ra dương là 25mm. Chốt cà vét sẽ là 8mm. Cũng có thể sử dụng trục âm nha. Đường kính trục âm 25. Chốt cà vét thì cũng là 8mm. Loại motor lên giảm tốc này cũng có thể lắp phanh, phanh từ cho motor. Đây thì khi lắp phanh thì cái phần chiều dài của motor sẽ dài hơn một chút. Về cái các tư thế lắp đặt thì có thể để ngang như này hoặc là dựng đứng lên. Đây đang là dựng đứng nè, dựng đứng hoặc là treo nha. Thì cái kiểu này thì cũng có thể sử dụng trục dương hoặc là trục âm nha. Thôi, quý khách cần tư vấn thêm có thể liên hệ với công ty chúng tôi. Sau đây sẽ là hình ảnh kho xưởng.